trọng kính chào quý đối tác cũng như là khách hàng của New Skin đến với iStock Expo tháng 10 năm 2021 với chủ đề là Fit and Spa at Home. Và mến chào quý khán giả của chương trình talk show ngày hôm nay Sức khỏe và thể thao. Mình là Nguyễn Lĩnh Nhân, dược sĩ phụ trách sản phẩm và marketing đến từ New Skin Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta rất vui được chào đón sự quay trở lại của bình luận viên Vũ Quang Huy. Và nếu như đến với talk show Expo tháng 7, chúng ta đã thấy anh ấy xuất hiện với sự khởi động cho chương trình chuyển đổi vóc dáng trong 90 ngày, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Vũ Quang Huy để xem kết quả như thế nào và lắng nghe những cái chia sẻ từ anh Quang Huy khi mà anh đã đồng hành cùng với sự nghiệp thể thao của Việt Nam. Và bên cạnh đó thì là sự xuất hiện của bác sĩ Trương Công Dũng, giám đốc phòng khám cơ xương khớp Sport Medic tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đã và đang sẽ luôn đồng hành với sức khỏe cộng đồng nói chung cũng như là các vận động viên nói riêng. Và quay trở lại với Expo kỳ này với chủ đề là Fit and Spa at Home, thì talk show ngày hôm nay chúng ta sẽ mời hai vị khách mời đặc biệt này cùng với chúng ta chia sẻ những thông tin xoay quanh về chủ đề sức khỏe cơ xương khớp cũng như là những lưu ý để chúng ta có thể nắm bắt làm sao mình tận hưởng được trọn vẹn cái môn thể thao một cách hiệu quả và an toàn nhất. Và đầu tiên xin mời bình luận viên Vũ Quang Huy. Em chào anh Huy ạ. Cảm ơn anh đã đồng ý quay trở lại Expo kỳ này và xin mời anh giúp cho Nhân gửi lời chào đến khán giả cũng như là fan hâm mộ của anh ạ. Vâng, cảm ơn Nhân. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thực sự là tôi đang sống những ngày mùa thu Hà Nội rất là nhẹ nhõm và vui vẻ. Mặc dù dịch giã vẫn chưa đẩy lùi được nhưng mà cuộc sống thì vẫn vận hành bình thường. Và có một điều rất hay là thực hiện quá trình chuyển đổi vóc dáng thì đến bây giờ là chưa bao giờ mình cảm thấy người nó nhẹ nhõm và thoải mái thế này. Tức là ăn uống thì vẫn hấp thụ rất là tốt, lao động cường độ cao, thức đêm vẫn rất là thoải mái, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà cảm giác có một cái sự nhẹ nhõm, đây là cái điều mà có thể là từ hồi mình bắt đầu đi làm truyền hình đến giờ là chưa có được. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Cảm ơn mọi người. Dạ rồi, rất là cảm ơn chia sẻ từ phía anh Huy ha. Và bên cạnh đó là đồng hành cùng với anh Huy và Nhân ngày hôm nay là một nhân vật cực kỳ đặc biệt và Nhân cảm thấy rất là chân thành cảm ơn khi mà bác sĩ Trương Công Dũng đã đồng ý chia sẻ trong buổi talk show ngày hôm nay để cùng với Nhân và anh Huy chia sẻ những cái thông tin liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Và bác sĩ Trương Công Dũng của chúng ta được nhiều người và nhiều bệnh nhân biết đến là một bác sĩ cơ xương khớp cực kỳ nổi tiếng cũng như là rất giỏi tại thành phố Hồ Chí Minh. Và anh là một trong những người sáng lập ra khoa y học thể thao tại Bệnh viện Nhân dân 115. Và bên cạnh đó là bác sĩ cũng đã từng giữ chức vụ là tổng thư ký Hội Y học Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và là bác sĩ chính trong đội tuyển quốc gia U20 tham dự World Cup năm 2017 cũng như là phụ trách trong cố vấn về y tế liên quan đến giải chung kết Futsal câu lạc bộ châu Á AFC năm 2017. Thì có thể là chắc là anh Dũng và anh Huy cũng đã từng gặp nhau và biết tới nhau rất là nhiều, cho nên ngày hôm nay những cái chia sẻ của chúng ta sẽ cực kỳ là thoải mái và trên đó là mình sẽ tập trung vào những cái thông tin về sức khỏe cơ xương khớp. Và bên cạnh đó thì bác sĩ Trương Công Dũng hiện đang hợp tác với rất là nhiều bệnh viện cũng như là phòng khám khác nhau trên thành phố Hồ Chí Minh và anh đang là giám đốc phòng khám cơ xương khớp Sport Medic. Và xin mời sự kiện giúp Nhân thả một tràng gọi là một tràng thả tim thay cho tiếng vỗ tay để chào mừng bác sĩ Trương Công Dũng cũng như là bình luận viên Vũ Quang Huy đến với Expo ngày hôm nay. Và xin mời bác sĩ Dũng có thể giúp Nhân gửi lời chào đến talk show ngày hôm nay ạ. Xin chào Nhân, xin chào anh Quang Huy, chào quý khán giả của talk show sức khỏe và thể thao. Thì tôi xin giới thiệu là tôi là bác sĩ Trương Công Dũng, hiện là giám đốc của phòng khám cơ xương khớp Sport Medic tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tôi cũng rất vui vì được đồng hành cùng anh Quang Huy, là bình luận viên của toàn thể fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thì cũng là nhân đây cũng cảm ơn công ty thì đã kết nối chúng tôi ngày hôm nay. Thì hiện thì thực sự là tôi đang khám chữa bệnh là chủ yếu cho các vận động viên thể dục thể thao cũng như những cái người mà đam mê thể thao mà cần cải thiện về tăng cường sức khỏe về cơ xương khớp. Thì cũng rất hy vọng là vào buổi talk show hôm nay thì các bạn sẽ có thêm thật nhiều thông tin và giải pháp trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe xương khớp khi mà chơi thể thao. Xin cảm ơn. Rất là cảm ơn và xin đại diện từ phía công ty New Skin cũng như là đại diện từ phía nhà hàng iStock Trader 90 gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tham gia của bác sĩ Trương Công Dũng cũng như là bình luận viên bóng đá Quang Huy. Và để bắt đầu cho buổi talk show ngày hôm nay về chủ đề sức khỏe và thể thao, xin phép dành câu hỏi đầu tiên cho bác sĩ Trương Công Dũng. Đó là như tất cả chúng ta đều biết rằng là cái việc tập luyện thể thao nó có vai trò rất là quan trọng trong sức khỏe mỗi ngày, phải không ạ?
Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao quá mức hoặc là chưa đúng cách, hoặc là có một số trường hợp mình dùng thể thao để ép cân thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe cơ xương khớp nói riêng. Vậy thì dưới góc độ một bác sĩ thì hy vọng là bác sĩ Trương Công Dũng có thể giúp Nhân chia sẻ về cái góc nhìn chuyên môn hơn để giúp cho các bạn, các khán giả trong Bắc Sơn ngày hôm nay có thể hiểu hơn về cái việc mình tập luyện làm sao cho hợp lý ạ. Vâng, thì không phải ai chơi thể thao là cũng có sức khỏe, thậm chí là chơi thể thao không đúng cách nó còn gây tác hại hơn là mình không có chơi thể thao. Bởi vì thực sự là thể thao là một cái cỗ máy mà để tạo ra chấn thương, thì trong đó cái chấn thương mà do quá tải là chấn thương mà thường gặp nhất, là thường gặp đặc biệt ở những người mà chơi thể thao nghiệp dư. Điển hình một trường hợp mà tôi hay gặp ở phòng khám là một bệnh nhân tuổi trung niên đến khám bởi vì là đau khớp gối. Thì khi mà thăm khám thì phát hiện ra là hai khớp gối là đều cạn dịch, và chụp MRI ra thì hai khớp gối là bị thoái hóa rất là nặng. Thì sau khi hỏi thăm bệnh sử thì người đó là kể rằng là họ thường xuyên chơi bóng bàn đối với con họ. Thì cái người này đã gần 60 tuổi nhưng mà đứa con mới có 20 mấy tuổi thôi. Thì đó là một cái tình trạng là quá tải, là tập thể dục thể thao mà quá tải, chơi mỗi ngày mỗi ngày. Thì tôi thường nói với bệnh nhân á, là tôi thường nói vui á, là thường là các bạn đã bị bệnh bởi vì các bạn khỏe quá, tức là một cái nghịch lý là bị bệnh bởi vì quá khỏe, có nghĩa là cỗ máy của anh là cỗ máy V6 là 3.0, chạy rất là tốt, nhưng mà cái hệ thống cơ xương khớp, cái dàn đồng từ nó giống như là chiếc xe, nó nôm na dàn đồng thì đã là quá cũ rồi. Đó là một cái sai lầm mình thường gặp nhất, tức là vẫn là tập thể dục thể thao quá mức nhưng mà cơ xương khớp là đã bị ảnh hưởng. Thì nếu mình nhìn vào cái đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện nay thì chúng ta cũng thấy một cái điều tương tự. Thì ra cái điều này thì anh Quang Huy nắm rất là rõ. Thì gần đây thì đội tuyển Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tích ấn tượng. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái chấn thương cũng là quá nhiều. Thậm chí là mình đã thấy là trên 10 cầu thủ bị chấn thương phải mổ, và thậm chí có những cầu thủ bị mổ 2 đến 3 lần. Đó là một trong những cái mà cái vấn đề của khi mà chơi thể thao, mà đặc biệt đó là chơi thể thao quá tải. Vậy thì trước cái trường hợp mà mình có thể là mình chơi thể thao mà mình không lường trước được cái tình hình sức khỏe của mình hoặc là mình chơi một cách quá tải thì vậy là như thế nào mà chúng ta có thể chủ động hơn để phòng tránh những cái rủi ro về mặt cơ xương khớp để mình có thể tận hưởng trọn vẹn cái môn thể thao yêu thích của mình được ạ? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm. Vâng, đó là cái vấn đề rất là hay. Tức là làm sao mà chơi thể thao mà để đem lại hiệu quả tốt nhất, đó là chơi thể thao an toàn. Thì chơi thể thao an toàn có nghĩa là mình phải quản trị được rủi ro, mình phải phòng tránh được những rủi ro do thể thao thao gây ra. Thì những rủi ro mà thường gặp nhất là rủi ro do chấn thương. Thì cái chấn thương mà trong thể thao là có thể nó đến từ chính cái bộ môn thể thao đó. Ví dụ như những môn thể thao mà có cường độ cao va chạm mạnh, ví dụ như bóng đá này là cường độ cao va chạm mạnh này, hoặc là võ thuật là những cái mức độ va chạm rất là cao, thì chính những cái môn thể thao đó nó gây ra chấn thương. Nhưng mà đa số là những cái môn thể thao mà ít gây ra chấn thương, nhưng mà chấn thương nó đến từ cái việc mà mình không kiểm soát được rủi ro. Thì cái cách tốt nhất mà để chủ động phòng tránh những rủi ro và để kiểm soát rủi ro, thứ nhất là mình phải chọn được cái môn chơi mà nó phù hợp với tuổi tác, thể lực, những vấn đề của hệ xương khớp. Ví dụ những người mà có vấn đề về khớp gối thì không nên chạy bộ, hay là những người về vấn đề về cuộc sống thì không nên đi bơi, hay những người mà vấn đề về bạn chân bẹt, bạn tính bẩm sinh rồi thì không nên chạy nhanh, vân vân. Thì những cái điều đó đều tức là cần thứ nhất là phải cần tư vấn bác sĩ, những bác sĩ về về chuyên về thể thao hoặc chuyên về xương khớp, người ta sẽ tư vấn về vấn đề là chọn một cái môn thể thao phù hợp. Cái vấn đề thứ hai ấy, là giống như là nói ở trên, để mà tránh cái việc mà quá tải ấy, thì một cái điều rất đơn giản là tôi thường nói là sức tới đâu thì tập tới đó. Thậm chí là có những bệnh nhân mình phải khuyên ấy, là sức 10 thì chỉ chơi 8 thôi thì nó rất là an toàn. Còn nếu mà sức 8 mà chơi 10, 11 thì dĩ nhiên là cái rủi ro và qua những cái vấn do vấn đề quá tải. Cái vấn đề nữa là cũng rất là quan trọng mà cái chủ đề của những cái buổi tập hôm nay, đó là vấn đề dinh dưỡng. Dinh dưỡng không đủ thì chơi thể thao giống như là lao lực, nó không có lợi, thậm chí còn gây hại. Ví dụ không thể là như như vậy, một sinh viên
mỗi buổi sáng thì ăn bánh mì, buổi trưa thì ăn cơm bình dân, và chiều thì đi đá banh. Như vậy thì chắc chắn là sẽ có chấn thương, có thể là viêm mạng tính thoái hóa, không có thể đem lại sức khỏe được. Một cái vấn đề mà để mà chủ động phòng tránh rủi ro nữa, đó là làm nóng phải động kỹ. Cái điều này thì rất là cần thiết. Thí dụ đối với những cái đội tuyển hoặc là những cái mà đội bóng đá mà chuyên nghiệp đó, thì 25 thời gian làm nóng khởi động. Thí dụ như đá 90 phút thì phải mất tới 25% trước đó để mà khởi động. Thì như vậy thì nó mới phòng tránh được những chấn thương, chứ không thể là sau khi đi làm về thì chưa kịp gì hết, chưa kịp là nóng khởi động gì hết rồi ra sân cứ cứ thế mà vào đá banh ngay, thì lúc đó thì không hề có một sự chuẩn bị nào hết. Thêm một cái ý nữa là mình cũng cũng lưu ý là tuyệt đối không uống rượu bia khi mà chơi thể thao. Rất là cảm ơn chia sẻ từ phía bác sĩ Dũng ha. Như vậy là có nghĩa là chúng ta muốn phòng tránh những cái rủi ro liên quan đến sức khỏe xương khớp thì chúng ta sẽ phải quan tâm đầu tiên nhất là lựa chọn cái môn thể thao phù hợp với mình. Thứ hai đó là mình chơi một cách vừa sức và mình hiểu được cái cơ thể của mình như thế nào. Thứ ba nữa là phải quan tâm về vấn đề dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng để cho sức khỏe cơ xương khớp nó phát triển. Cũng như thứ tư là chúng ta phải có cái thời gian khởi động phù hợp và làm nóng cơ thể, tránh trường hợp mà mình chuyển cái trạng thái một cách đột ngột thì có thể sẽ ảnh hưởng đến xương khớp. Và thứ năm quan trọng nhất đó là tất cả mọi người phải lưu ý là mình hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích nếu như mà mình muốn có một cái sức khỏe xương khớp nó thật là tốt ha. Vậy thì qua chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Trương Công Dũng thì chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin hữu ích. Vậy thì một câu hỏi dành cho bình luận viên Quang Huy ạ. Chúng ta được biết là anh Huy đã từng có một cái giai đoạn giảm cân từ hơn 100 kg xuống còn 85 kg, thì đây là một con số cực kỳ ấn tượng khi mà Nhân được nghe anh Huy chia sẻ. Và anh có chia sẻ rằng là trong cái giai đoạn này anh đã tập luyện rất là nhiều cũng như là tham gia môn chạy bộ rất là nhiều để có thể chuyển đổi được cái giai đoạn này. Tuy nhiên là sau đó là bị chững cân trở lại cho nên là mới tìm một cái giải pháp, và vừa rồi thì anh cũng đã chọn cùng với 90 ngày cùng với New Skin và đã giảm được, bây giờ hiện tại sáng nay anh có test là hiện tại mình đang là 75 kg. Vậy thì xin mời anh Huy là có thể chia sẻ thêm cho khán giả được biết đó là bên cạnh cái việc mà anh đã chuyển đổi một cách ăn uống khoa học hơn và sử dụng sản phẩm thì anh đã có cái chế độ tập luyện như thế nào để mình có thể đạt được cái mục tiêu một cách ấn tượng như vậy được không ạ? Vâng, thật là vui khi hôm nay có dịp chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện này. Nó là một câu chuyện dài và có mấy tập liền ấy. Tức là hồi mà tôi còn sinh viên ấy, thì tôi là một cây thể thao, tập luyện rất là chăm chỉ. Thế rồi đến lúc vào làm truyền hình thì chúng ta nhớ lại là những cái năm 1995-1996 đất nước bắt đầu mở cửa. Làm truyền hình thì công việc bận rộn, và lúc bây giờ thì những người làm truyền hình bắt đầu được trọng vọng. Thành ra là sau những cái chương trình của tôi lên sóng thì bạn bè cũng hay mời đi liên hoan rồi tiệc tùng. Thế là trong một thời gian rất là ngắn, chỉ khoảng hơn một năm thôi, tôi lên hơn 10 kg, từ một chàng trai mà có 80 kg thôi thì tôi lên đến 90 kg. Thế rồi đỉnh điểm là khoảng năm 2012 tôi đã lên đến 105 kg. Và trước đây thì lại có một cái này, hôm nay gặp anh Dũng ở đây thì cũng xin chia sẻ là thực ra ngay cả tôi là người làm thể thao và rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp ấy, nhiều khi là đứt dây chằng rồi, cứ nghĩ là giãn dây chằng. Bản thân tôi là trước đây khi tôi bắt đầu bị béo lên, thế là có một hôm từ sân vận động, lúc ấy đài đang có giải bóng đá của đài, từ sân vận động hàng đẫy Bình Thuận trở về đài một cái thì đội nhà đang bị dẫn ở giải bóng đá đài vòng bán kết với tỷ số 1-0. Thế là tôi không khởi động, tức là đúng bây giờ nghĩ lại thì giận mình thật, bởi vì mang tiếng làm thể thao mà nhiều lúc quá là ẩu đi. Thấy đội nhà đang bị dẫn, thế là từ trạng thái tĩnh lao vào đá ngay. Thế là vừa mới chạm được bóng 2 nhịp thì nghe một tiếng khục một cái, thế là mình lập tức là phải rời sân, và cái đầu gối là khuỵu xuống cái sàn xi măng bê bết cả máu ra. Thế là từ đó thì tôi không vận động mạnh được nữa. Có những lúc mà mình ngứa ngáy chân tay vào đá bóng cùng với anh em thì lập tức là chỉ một lúc sau là cảm giác dây chằng nó bị giãn ra, nó như cái dây thun đấy, mà nói xin lỗi là nhiều khi là mình gọi là đít mình bệt xuống đất, mình đau đít trước khi là mình cảm nhận được đau ở cái dây chằng, tức là nó yếu đến mức độ như vậy, cũng bởi là lúc bây giờ cân đã lên rồi. Thế thì nó cứ như cái bài toán con gà quả trứng ấy, mình muốn giảm cân mà muốn giảm cân thì phải tập tương đối là nặng. Tuy nhiên cái đầu gối của mình như vậy thì mình cứ nghĩ là giãn dây chằng thì tập được, nhưng mà cứ tập thì nó lại bị như thế. Bởi vậy mà tôi cũng cứ bị béo lên như thế, đến đỉnh điểm là 105 kg. Thế xong rồi vô tình thì tôi đưa một người bạn vào bệnh viện thể thao khám,
thì gặp ông bác sĩ Mốt người Đức. Anh Dung chắc chắn là biết bác sĩ Mốt là một ân nhân với nhiều vận động viên Việt Nam. Thì ông Mốt đưa tôi vào khám thì lúc ấy mới ngã ngửa ra là hóa ra là mình bị đứt dây chằng. Còn bao nhiêu năm cứ nghĩ là giãn, thậm chí là mình cũng đã tìm đến hỏi han một số anh em bác sĩ người Việt Nam. Thế thì bác sĩ chỉ cầm đồ với lắc và nói là giãn rồi thì cố gắng tập luyện để hồi phục thôi. Nhưng mà tập thì không được. Thế thì cũng là một kinh nghiệm. Tức là các vấn đề về cơ xương khớp thì luôn luôn là chúng ta phải gặp bác sĩ chuyên khoa. Và bây giờ máy móc rất là hiện đại thì cứ phải chụp đã. Chứ không thể nào mà chỉ ngồi mà lắc chân nhau và nói là giãn hay đứt được. Đấy cũng là một cái bài học của tôi. Và sau đó thì tôi tìm cách là tôi trị dứt điểm cái việc đứt dây chằng. Dây chằng bắt đầu nối được trở lại thì tôi bắt đầu tập được các cái bài tập tương đối là nặng để rồi tôi xuống được từ 105 xuống còn 85 kg. Thế nhưng mà xuống đến 85 rồi tôi ao ước 4 5 năm nay rằng là thôi thì mình cao 1m75 cũng chỉ cần được 80 thì là tốt rồi, nhưng không thể ép cân từ 85 xuống 80 được. Cũng là một phần bởi công việc của tôi hay phải thức đêm. Thức đêm thì cũng cần năng lượng. Nếu mà mình tôi cũng biết những cái cách trước khi gặp TR90 với cả Nu Skin thì đúng là mình cũng chỉ biết đến những cái phương pháp gọi là kham khổ thôi, mà mình tự thấy rằng là nếu kham khổ thì rất là khó thức đêm, không có năng lượng khi mà mình làm đêm. Rồi lại cộng với một cái nữa là làm đêm thì lại hay uống chè đặc thì lại hay cồn ruột lại phải ăn, nó là cái bài toán mình không giải quyết được. Thế thì sau khi mà rất là may mắn là gần đây thì gặp các bạn Nu Skin và áp dụng biện pháp TR90 thì là hoàn toàn không có gì kham khổ cả, mọi thứ nó chỉ là sắp đặt lại rất là khoa học và hoàn toàn là trong cái tầm kiểm soát của mình. Các cái bữa ăn mình hài hòa hơn. Ngay cả như tôi thì đêm tôi vẫn có thể làm đêm, và ví dụ 5 giờ sáng có hôm đã hay phụ thì 6 giờ sáng mới về, nhưng mà mình vẫn bảo đảm là cố gắng 9 rưỡi 10 giờ thậm chí là 10 rưỡi mình vẫn phải dậy, mình ăn sáng một tí, sau đó mình thực hiện các cái liệu trình, các cái những cái thực đơn mà Nu Skin đã đưa ra cho mình, TR90 đưa ra cho Duy mình, trì để mà mình vẫn bảo đảm một cái chế độ, sau đó có gì thì chưa ngủ bù, tức là đôi khi nó chỉ là những điều chỉnh rất nhỏ thôi và cũng không nên ăn hai bữa gần nhau quá. Thế thì cộng với cái việc là đầu gối tôi đã khỏi rồi và tôi có thể tập luyện những cái bài tập cường độ khá là cao để rồi là tôi giảm dần. Thực ra mới áp dụng, tôi nhớ là khi Euro 2011 bắt đầu thì tôi đâu đó là quãng tầm giữa tháng 6 là tôi mới áp dụng thôi. Thế đến bây giờ là giảm được như thế là khoảng 10 kg đấy. Thì mà tôi cảm thấy rất là thoải mái. Dạ. Mọi người thì thực ra có nhiều người là cũng không không có tin lắm và nói rằng tại sao lại gầy, thì có vấn đề gì không, thì tôi nói rằng là các anh cứ thực hiện giống như tôi đi, các anh sẽ thấy, tức là chẳng có gì là cưỡng bức cả, mọi chuyện nó vẫn bình thường. Và cũng có một cái thuận lợi, nói thật là trong cái đợt dịch này thì ai ở nhà đấy, những cái tụ tập liên hoan rồi là những cái hẹn hò, những cái nhậu nhẹt mà cái nghề thế nào của tôi cũng hay gặp phải, đợt vừa rồi nó cũng đỡ đi. Thành ra là tóm Dạ. lại tôi cũng thấy rằng là mình cũng may mắn gặp được các bạn để mà tiếp cận cái liệu trình TR90, cũng như là đúng là cái đợt dịch này nó cũng là một cái thuận lợi để mà mình có thể siết chặt cơ thể của mình. Và đến bây giờ thì sáng nay tôi cân chính thức là 75,65 kg, thì là đây lại là một cái kỷ lục mới được xác lập trong giai đoạn này, nhưng mà có lẽ cũng thế thôi nhân nhỉ, chứ còn giảm nữa thì có khi Dạ mọi người đúng lại chưa rồi. quen, đang từ hươi béo bây giờ thành như gầy mất đúng không? Giống như là chia sẻ từ phía của anh Huy ấy, là đầu tiên thì cũng cảm ơn anh Huy chia sẻ rất là gọi là rất là thẳng thắn về sản phẩm luôn và chia sẻ rất là kỹ về những cái chỉ số của mình. Thì thật ra sau khi mà hoàn thành cái liệu trình TR90 thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục có thể ăn uống khoa học và tập luyện như vậy. Nói chung là Nhân cũng đã follow theo anh Huy rất là kỹ và có nghĩa là anh rất sau khi mà sử dụng xong TR90 thì anh vẫn duy trì cái chế độ ăn uống và tập luyện giống như trong lúc sử dụng sản phẩm vậy. Cho nên là đây là đó là cũng là một cái tín hiệu cho mình thấy rằng là cái sản phẩm của chúng ta nó không chỉ là giúp cho mình có thể chuyển đổi trong cái giai đoạn mình sử dụng mà đâu đó nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thiết lập một cái thói quen về mặt ăn uống cũng như là tập luyện nó thoải mái hơn. Và hiện nay thì anh Huy cũng đang vào trong cái liệu trình chế độ là tăng cơ để đảm bảo là bây giờ mình sẽ không có xuống ký nữa, mình vẫn giữ một cái số ký theo như cái mục tiêu mà anh mong đợi, nhưng mà mình sẽ tăng cái chất lượng cơ của mình lên để thứ nhất là mình đảm bảo được cái sức khỏe về mặt cơ xương khớp, và thứ hai nữa là giữ được cái gọi là cái nét trẻ trung của mình khi mà mình Thú đồng thật hành với cùng cả với các nhân vận động là viên. thú thật với nhân là lúc mà bắt đầu giảm khá khá rồi ấy, thì nhiều người hỏi mình cũng hơi bị ngại, tức là mà tại sao gầy thế, có vấn đề gì không. Thế thì lúc đấy là nhiều khi mình cũng giải thích này giải thích nọ, nhưng mà đến những ngày gần đây thì cái câu giải thích thường trực của mình, tức là thực ra tôi có chú ý đến cân nặng nữa đâu, bây giờ tôi chú ý đến tăng cơ cho cơ thể, bởi vì tôi có tìm hiểu thì thấy là
khi mà cái cấu trúc cơ thể và lượng cơ nó tốt rồi thì có muốn giảm cân, muốn ép cân, muốn tập nặng thì cũng cũng rất là dễ dàng. Bởi vì tôi nhớ là đợt nghỉ hè vừa rồi, cầu thủ Neymar người Brazil thi đấu cho Paris Saint-Germain ấy, anh nghỉ hè về và nhìn bề ngoài là người anh ấy rất là mập lên. Nhưng mà bác sĩ của câu lạc bộ thì nói với báo chí rằng hãy yên tâm, bởi vì tôi đã đo rồi, tỷ lệ cơ của Neymar vẫn rất là cao. Thành ra là yên tâm rằng là anh ấy đúng cái bài tập của tôi, anh ấy sẽ giảm rất là nhanh. Thì quả nhiên Neymar là trở lại thon gọn rất là nhanh, thì đấy cũng là thêm một cái kiến thức của tôi trong cái quá trình vừa rồi. Dạ chính xác luôn ạ. Khi mà cái tỷ lệ cơ của mình nó cao thì nó sẽ giúp cho mình hạn chế cái việc tăng cân trở lại, hoặc là mình muốn cái vóc dáng nó sẽ dễ hơn. Và nói đến cái câu chuyện nãy giờ chúng ta lặp đi lặp lại, đó là vấn đề về mặt giảm cân, thì ở đây có một cái câu hỏi mà Nhân muốn dành cho bác sĩ Trương Công Dũng, đó là xin mời bác sĩ chia sẻ thêm cho Nhân cũng như là khán giả ngày hôm nay có thể biết được là những cái lưu ý hoặc là những cái điểm khác biệt nào trong cái việc mà chúng ta tập luyện thể thao mà đặc biệt quan tâm đến các đối tượng mà bị thừa cân béo phì. Thì ví dụ như đối với họ thì khi họ tập luyện thể thao họ phải lưu ý những cái vấn đề gì? Xin mời bác Dũng. Vâng, trước hết là chúc mừng anh Quang Huy á, là ở bây giờ là anh đạt được một việc là chỗ nào anh muốn giảm thì giảm, một chỗ nào anh muốn tăng tăng thì tăng. Cái điều đó là hết sức là đặc biệt luôn. Thì nhân cái trường hợp mà anh Huy đã từng mổ dây chằng, lúc mà bị đứt dây chằng thì mình cũng có những cái câu chuyện nó rất là lạ. Thí dụ mình đã mổ những cái trường hợp mà đứt dây chằng trên người béo phì, thì sau đó thời gian 3 tháng sau thì cái dây chằng của người ta lành trở lại, người ta chưa kịp tập gì nhiều nhưng mà người ta cũng giảm được 5 kg rồi. Thì cái đó có thì mình hay 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 nói ấy, hay nói đùa ấy, là ở đây tôi vừa mổ dây chằng mà vừa tôi lấy bớt mỡ của anh ra nữa, cho nên là sẽ trả tiền thêm cái chuyện mà giảm cân nữa. Nhưng mà dĩ nhiên cái mức độ giảm cân đó thì nó chỉ được được như vậy thôi, chứ còn muốn mà giảm cân như anh Huy thì phải tập luyện nó rất là đặc biệt và những cái chương trình thể thao rất đặc biệt. Quay trở lại câu hỏi của Nhân ấy, thì những cái người mà thừa cân ấy, mà để mà tập luyện thể thao thì có những lưu ý gì? Thì thực ra là ở đây có người tập luyện thật là anh Huy thì đã hiểu rất là rõ. Thì thứ nhất là cái đối tượng mà tập thể thao ở đây là những người thừa cân, do đó cái vấn đề mà quá tải trên xương khớp là cái vấn đề đương nhiên. Thì những người thừa cân người ta chỉ cần leo cầu thang 2 3 vòng thôi là nó đã quá tải trên khớp gối rồi, chưa kể là đã nếu mà chơi thể thao nữa. Do đó cho nên là đối với những người thừa cân mà tập thể thao để giảm cân thì cái việc tiếp theo là phải chọn cái môn thể thao phù hợp để giảm tải trên trên xương khớp. Ví dụ như giai đoạn đầu đang thừa cân thì hãy chạy bổ ích mà đạp xe nhiều, hoặc là thay vì mình phải ra đá banh để mà đốt cháy năng lượng thì mình hãy tập gym là những động tác mà nó ít tải trên khớp gối, vân vân. Thì tức là mình sẽ chọn những cái môn thể thao mà nó giảm tải trên cái xương khớp. Cái thứ ba là cái việc mà bổ sung vitamin và khoáng chất cho xương khớp để mà chịu tải. Thì thí dụ vấn đề canxi, magie, collagen hoặc là glucosamine chẳng hạn, thì nó cần nhiều hơn người bình thường, mà nhiều hơn cái những cái người mà tập thể thao thông thường. Và mình phải đặc biệt chú ý tới cái vấn đề đó là bảo trì bảo dưỡng cái xương khớp. Cái nữa thì cái vấn đề dinh dưỡng mà trong khi vận động thể thao mà để giảm cân nữa, thì giảm cân thì cần ăn ít, cũng như là anh Huy nói, trong cái đó thì thể thao thì cần phải đủ năng lượng để mà tập, do đó có cần mà một cái chế độ ăn đặc biệt, ví dụ những công thức giảm cân chẳng hạn, nó để làm thay đổi chuyển hóa, và nó cũng mặc dù là giảm tinh bột nhưng nó phải tăng cái protein để cho cơ bắp nó hoạt động. Và thêm một cái điều nữa thì cũng rất là quan trọng đó, đó là phải chọn cái kiểu vận động hiếu khí để đốt mỡ thừa. Vận động hiếu khí là hay là còn gọi là vận động kiểu aerobic, tức là nói dân gian là tập bền đó, hay thay vì tập mạnh thì tập bền, tập dai sức. Thì như vậy thì nó sẽ đốt mỡ tốt hơn là tập mạnh và nhanh. Ví dụ thay vì nâng tạ 60 kg, nâng 10 cái thì hãy nâng 20 kg mà 30 cái. Những cái tập kiểu này nó còn dễ dàng, nó dễ dàng có thể tập tại nhà nữa, tăng dần dần lên. Đó là những cái lưu ý mà khi mà đối với những người mà thừa cân mà tập thể thao để mà giảm. Cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Đây là một thông tin cực kỳ hữu ích, tại vì phần lớn tất cả những người mà khi mà tìm đến một cái giải pháp để giảm cân thì họ đang trong cái thể trạng thường cân béo phì. Cho nên cái việc mà khi mình tư vấn, mình nói họ là bạn phải tập luyện thể dục thể thao kèm theo cái việc chế độ dinh dưỡng thì họ mới
cảm thấy rất là ái ngại, cho nên là cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ cũng có thể giúp cho các anh chị có những cái phương pháp để làm sao mình đảm bảo được cái sức khỏe của mình trong quá trình mà mình bị thừa cân nhưng mà mình muốn tập luyện thể thao để giảm cân. Và khi mà nói đến đây thì em cũng được chia sẻ từ phía anh Huy đó là không biết là trong cái giai đoạn trước đây thì có những cái vấn đề về tập luyện đá banh hay là đá tập luyện như thế nào, nhưng mà anh Huy có chia sẻ là trong quá trình mà anh tập luyện cái tư thế là plank hoặc là hít đất thì hai cái ngón chân cái hiện tại đang rất là khó để chịu lực, cho nên là chắc là em mời anh Huy sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề mà mình đang gặp, để sẵn đây có bác sĩ Dũng thì mình có thể nhờ bác sĩ chia sẻ những cái cách làm sao để chúng ta có thể cải thiện được cái tình hình mà giống như những người đang bị giống như anh Huy ạ. Dạ, xin mời anh Huy. Cảm ơn Nhân. Đúng là trong thời điểm này thì mình vẫn nói vui rằng là thừa tháng xông lên đấy, nên là khi mà cơ thể đã giảm được rồi, thanh lọc rồi, người nó nhẹ nhõm, cảm giác là làm gì nó cũng khoan khoái, thì là cứ có cái vấn đề gì trong cơ thể mình mà còn tồn đọng bên cạnh việc cân nặng ấy thì mình tìm cách là mình cải tạo. Thế thì ở đây có một cái này cũng xin chia sẻ với bác sĩ Dũng, tức là trước đây tôi đã từng là làm trong một cái trận đá bóng thì là không may là cái chân trái của mình sút hồi đấy thì đá bóng sinh viên mà, thì là sút phải một cái sút bóng nhưng mà sút phải một cái viên gạch ở sân trường ấy. Thế là từ đấy thì chân nó cứ thỉnh thoảng nó cứ chối. Tuy nhiên cái hồi mình trẻ thì nó không phải vấn đề lớn. Hồi mình trẻ thì trừ khi mà sút lại, gọi là sút mạnh cái chân thì nó gần như là bị tái phát thôi. Nhưng mà đến 1-2 năm nay thì mình cũng cứ tưởng là nó ngủ quên cái vết thương đấy rồi. Tuy nhiên là gần đây khi mà có một số bài tập để tăng cơ mà thiết thực nhất trong mùa dịch thì là plank. Mà plank để mà thực hiện đúng động tác thì là những cái đầu ngón chân mình phải chống xuống đất. Thì đến thời điểm này xin thưa bác sĩ Dũng là cũng chưa thực hiện được tới cùng. Tức là cảm giác mình vẫn phải tì cái bàn chân xuống để mà dùng cái ức chân mình đỡ một cái phần trọng lượng cơ thể. Chứ còn để mà làm đúng như là làm chống các cái đầu ngón chân xuống thì cảm giác vẫn bị chối. Thì không biết là tôi nghe nói mọi người bảo đây là bị viêm đầu khớp. Thì không biết là rất muốn chia sẻ từ bác sĩ Dũng, bởi vì là rõ ràng là hai cái mấu của ngón chân là ngón chân cái và ngón áp ngón chân cái bên trái là khi chống như vậy là đều bị đau, và thậm chí đi giày hơi chật bây giờ cũng đau. Tôi luôn phải đi những đôi giày rộng và thực tế là rất ngại đi giày da thì trừ khi là có những cái buổi mà quá là quan trọng thôi, những cái buổi tiếp khách quá là trang trọng, chứ còn bình thường là tôi vẫn có một số đôi giày thể thao. Tôi có một số đôi thể thao màu đen mà rất là gọn để mà nếu cần tôi cũng có thể mặc với cả vest đại lễ được. Đấy, để mà có một cách nó mềm chân ra và đỡ bị đau, thì xin bác sĩ Dũng chia sẻ về cái câu chuyện cái đầu ngón chân nó bị đau như vậy là sao? Vâng, những cái trường hợp giống như anh thì cũng gặp rất là nhiều đó. Thì cũng chưa có được trực tiếp khám mà cho anh Quang Huy, nhưng mà thực sự là theo cái kinh nghiệm của mình á thì mình nghĩ là cái quá trình nó xảy ra theo một cái cách giống vậy. Thì đầu tiên là anh bị một chấn thương, đó có thể là không phải một chấn thương nặng giống như là gãy xương trực khớp hay là đứt gân gì hết, nhưng mà một cái chấn thương nó viêm chẳng hạn, nó rất nhẹ nhẹ chẳng hạn. Rồi nhưng mà chấn thương đó thì theo thời gian nó đã lành một phần rồi, nhưng mà nó vẫn để lại một điểm tì, tức là một cái điểm yếu, đó vẫn là một điểm yếu, nó chưa lành hoàn toàn trở về bình thường. Thì tới gần đây thì anh quay trở lại, anh tập những động tác mà anh sử dụng đúng vào cái điểm yếu đó. Bởi vì cái ngón chân cái là nó chịu lực tới 40% so với nguyên cái bàn chân. Thì khi mà anh dùng thì nó cái điểm yếu đó nó lại tái phát. Thì hiện tại bây giờ với tình trạng như anh thì có khả năng là nó, một là những cái viêm, những cái dây chằng quanh cái khớp bằng ngón cái đó. Hai là nó vẫn còn những cái viêm, những cái gân, ví dụ gân gập ngón cái chẳng hạn. Khi anh dùng ngón cái thì cái gân gập nó, cái hoạt động nó rất là mạnh. Hoặc là những vấn đề, ví dụ như những cái lâu ngày, những cái viêm lâu ngày có thể tạo ra những cái u thần kinh gần cái vùng cái khớp bằng chân ngón cái đó. Thì những cái đó thì cũng hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái cách để mà điều trị, nó không có vấn đề gì. Trước hết thì mình có thể chụp một cái X-quang thông thường hoặc là một chụp một cái MRI để khảo sát lại. Rồi sau đó thì nhiều cách lắm, bây giờ có cách là dùng trị liệu này, dùng cái shockwave này để mà bắn vào đó, nó sẽ tan những mô xơ đi, nó mạch máu lưu thông. Hai là mình kéo giãn rồi tập mạnh cơ vùng đó. Ba là mình có thể chích huyết tương. Rồi bốn là có thể chích những cái chống viêm vào. Nói tóm lại là đều có cách để mà xử lý cái vấn đề của anh hết.
À, thì khi nào mà có dịp mời anh ghé phòng khám thì để là kiểm tra lại, và nếu được có thể là xử lý ra trong một lần đó, nó có thể là dứt điểm luôn. Dạ, vâng, Nếu xin mà thưa có với dịp bác sĩ, tức anh là Huy vào thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin mời anh Huy. vâng Dạ, em mời anh Huy ạ. vâng tức là khi mà tôi bắt đầu tập những cái bài plank và bị nói là đau thì không hẳn là đau, nó bị chối và nó làm cho mình tập không tới cùng, thì tôi có đi chụp. Mọi người nói rằng là không không có vết gãy gì cả, nhưng mà cái phim chụp cái chỗ đấy thì kiểu như nhìn nó bị sùi lên ấy. Đấy Dạ, đúng rồi. thì nó sùi lên thì chắc là đúng như trường hợp bác sĩ Dũng nói rồi đúng không? Nó bị sơ hóa, nó viêm lâu ngày ấy, nó thành là những cái mô sơ xui đấy đó. Cái đó mình xử lý được hết. Và rất cảm ơn bác sĩ Dũng, thì chắc chắn là sau đây sẽ có những cái kết nối, bởi vì là như tôi đã chia sẻ là đang trong giai đoạn gọi là thừa thắng xông lên mà, có cái gì đâu mà tiêu diệt hết. Và Sắp tới nếu mà có dịp mà anh Huy công tác tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì chắc là em cũng sẽ liên hệ với anh Huy để mình qua thăm phòng khám của bác sĩ Dũng. Tại vì hồi xưa em cũng là, nói là vận động viên thì nó hơi quá, nhưng mà lúc mà cấp 3 thì có chơi bóng rổ và mình cũng có một cái vấn đề ở tay, do mình cũng có một cái gọi là một cái động tác khá là đột ngột và mình cũng chủ quan, nên bây giờ nó cũng thành một cái điểm yếu. Nên là chắc là đợt nào anh Huy vào thì em với anh Huy sẽ qua phòng khám của bác Dũng để thăm bác sĩ Dũng và nhờ bác sĩ Dũng chia sẻ thêm. Dạ rồi, cảm ơn những cái thông tin vừa rồi rất là đặc biệt, từ trường hợp cụ thể, từ phía những cái vấn đề mà anh Huy gặp phải. Và chúng ta quay lại với khán giả ngày hôm nay thì có thêm một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ, đó là cái thành phần về vitamin và khoáng chất mà lúc nãy Nhân được nghe bác sĩ đề cập tới, thì chúng ta có những cái lưu ý nào dành cho những cái người vận động thể thao thường xuyên không ạ? Ví dụ như là nhu cầu vitamin khoáng chất hay là canxi, glucosamine của những cái người vận động viên nó có khác biệt gì so với những cái người mà họ ít vận động hơn hay không? Dạ, xin mời bác sĩ. Chắc chắn là có sự khác biệt. Nhiều người thì cho rằng á, là chơi thể thao thì đã khỏe rồi, thì không cần phải dùng thuốc bổ nữa. Nhưng mà thực tế là cái khi mà chơi thể thao á, nó không những chỉ đốt cháy calo mà nó còn xài vitamin nhiều hơn bình thường. Bởi vì vitamin và khoáng chất là những cái chất mà cần cho chuyển hóa và cần cho những quá trình sinh lý trong cơ thể. Thì lúc mà mình chơi thể thao á, thì tức là mình hoạt động ở cường độ cao, thì nó tiêu hủy những cái vitamin và khoáng chất rất là nhiều. Thí dụ như thiếu vitamin B đi, thì vitamin B là nó giúp cho chuyển hóa những cái carbon hydrate, tinh bột vân vân. Thì thiếu vitamin B thì mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Hay là đơn giản mà thiếu canxi D đi thì cũng thể dễ gãy xương cột đúc. Hay là thiếu coenzyme Q10 đi thì nó không có tạo được năng năng lượng. Thì người làm sao mà chơi thể thao từ độ cao và cần phải cái boost năng lượng rất rất là mạnh. Hay là thiếu creatinine đi, làm sao mà tạo cái khối cơ được. Một cái nghiên cứu trên nữ vận động viên thụy sĩ thì tới 52% là bị thiếu máu do thiếu sắt. Bởi vì ở nữ thì có cái vấn đề là chu kỳ hàng tháng, cho nên nó bị mất sắt qua cái mất máu. Hay là đối với xương khớp thì cần canxi, vitamin K, collagen, glucosamine, chất nhờn, vân vân. Thì thí dụ như về cái nhu cầu canxi đi, đối với trẻ em á, thì nhu cầu canxi là nó khoảng 1.000 tới 1.200 mg một ngày, tức là mình phải uống rất nhiều cái ly sữa mỗi ngày đó. Trẻ em phải uống tới 4 ly sữa mỗi ngày thì nó mới đủ đủ canxi. Hoặc là phụ nữ khi mang thai, khi cho con bú thì cũng cần tới 1.200 tới 1.300 mg canxi một ngày. Hoặc là nam giới trên 70 tuổi thì cũng cần rất là nhiều canxi. Mà đa số gần như 90% cái lượng canxi ở trong cơ thể trong chế độ ăn hàng ngày là thiếu, thì cung cấp được khoảng 50-40% canxi thôi. Cho nên chỉ là một canxi thôi là đã thiếu rất là nhiều rồi. Thì như vậy là có hàng trăm vitamin, hàng trăm cái khoáng chất, thì làm sao biết sao mà uống được. Thì có người cứ nghĩ đơn giản á, là chỉ cần ra mua một cái hộp multivitamin và cứ thế mà uống là đủ, nhưng thực ra là chắc chắn là không, chắc chắn là không đủ được. Cái việc mà để mà bổ sung vitamin khoáng chất đó, thì nó cần phải có một công thức khoa học, có những nghiên cứu, có những cái kinh nghiệm của các chuyên gia và vân vân. Có nghĩa là nói tóm lại đó, là chơi thể thao càng cường độ càng cao thì cần phải bổ sung vitamin và khoáng chất ngoài bữa ăn từng đó. Dạ,
Dạ, cảm ơn chia sẻ từ bác sĩ Dũng rất là nhiều. Và đó cũng là lý do mà tại sao Nhân luôn luôn nói rằng là chương trình chuyển đổi vóc dáng ASPOT-TR90 đó là một cái chương trình toàn diện. Tại vì bên cạnh những cái sản phẩm mà giúp cho cái việc chuyển đổi vóc dáng thì ASPOT-TR90 còn có cả bữa ăn khoa học là Dreamshake TR90 và có cả sản phẩm LifePack để giúp cho hỗ trợ tăng cái lượng vitamin khoáng chất cũng như là các cái hợp chất tự nhiên để giúp tăng cường cái sức khỏe trong oxy hóa. Đó là một cái điểm đặc biệt tại chỉ duy nhất là tại thị trường Việt Nam bổ sung thêm sản phẩm LifePack. Tại mình hiểu được là khi mà các cái cơ địa mà chúng ta tăng cường những cái hoạt động thể thao thì chúng ta càng lại tăng cái nhu cầu về mặt vitamin khoáng chất khác nhau. Và nói đến cái chủ đề về mặt thể thao cũng như là các vận động viên thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi talk show ngày hôm nay thì Nhân cũng có một câu hỏi khá là cá nhân một tí với anh Huy và bác sĩ Trương Công Dũng, đó là giúp cho Nhân có thể chia sẻ về cái môn thể thao yêu thích của bác sĩ Dũng cũng như là của anh Huy. Và lý do mà tại sao bác sĩ Dũng lại chọn và yêu thích cái bộ môn đó, và nếu như có một cái lời nhắn gửi cho những anh chị mà có chung cái sở thích với mình thì bác sĩ Dũng sẽ nhắn nhủ một điều gì? Dạ xin mời bác sĩ Dũng. Thì trước đây là mình cũng chơi bóng đá hồi hồi trẻ hồi trẻ thì chơi bóng đá hồi hồi sinh viên, thì thực ra là bóng đá là cái môn mà rất là vui mà rất là phù hợp với sinh viên, và chỉ có một cái banh thôi, không không một cái banh thôi mà tới 20-30 sinh viên mà chơi thì rất là vui nữa. Nhưng mà sau đó thì khi mà có tuổi xíu rồi thì mình không có đá banh nổi nữa mà mình chuyển qua cầu lông. Và sau đó thì mà thêm một thời gian nữa thì cũng đánh cầu lông cũng nổi nữa, bởi vì cầu lông nó phải nhảy rất là nhiều, nhảy rồi và cái việc mà nhảy lùi nữa, nhảy cao nữa liên tục đó, thì nó rất là mệt, cho nên là mình chuyển qua tennis. Cái môn tennis thì nó vui là nó có đồng đội, có tương tác, và đồng thời đó là nó đánh ngoài trời đó, cho nên thỉnh thoảng là mình cũng thử test thử là mình đánh tennis mà buổi trưa đó. À, giữa trưa nắng gắt như vậy, dưới là sân sân là sân xi măng mà giữa trời trời nắng gắt, thì đó là một cái test mà thể lực nó rất là hay. Nếu mà người nào mà đã trải qua được cái đó thì có nghĩa là thể lực thì mình rất là ổn rồi. Thì nhưng mà cái đợt Covid vừa rồi đó, thì mình chuyển qua là chạy bộ, thì chạy tại nhà thì chạy bộ là cũng nó rất là hay đó, ở chỗ là nhiều khi không cần gì hết. Chạy bộ các bạn có thể là không cần máy luôn, không cần máy, chạy tại chỗ trên một cái thảm cho đỡ đau đau chân thôi. Rồi nếu mà có hai cục tạ nữa thì mình chạy để đốt năng lượng cho nó nhanh. Chạy bộ cũng rất tốt, nó là cái môn mà đơn giản dễ làm, có thể thực hiện bất kỳ việc khi nào, và nó cũng đốt năng lượng, nó cũng giữ vóc dáng cũng khá là tốt. Huy thêm về cái môn của Huy. Cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Ban đầu thì thường tụi em lúc hồi xưa đi học bên bên dược á thì thường là bác sĩ hoặc là các bạn dược sĩ thường là những người học nhiều, cho nên là có một cái câu á là thường học nhiều sẽ rất là lười trong cái việc vận động thể dục thể thao. Nhưng mà qua cái việc mà bác sĩ chia sẻ là mình đã trải qua rất là nhiều những cái môn thể thao khác nhau, mình lựa chọn cái môn thể thao nó tùy thuộc vào cái độ tuổi và nó tùy thuộc vào cái sức lực hiện tại của mình, thì đó cũng là một cái cách để cho các anh chị có thể tham khảo là mình linh động lựa chọn những cái môn thể thao làm sao để phù hợp hơn. Và xin mời anh Huy, thì vừa rồi anh Huy cũng chia sẻ là mình đã từng tham gia bóng đá rất là nhiều, thì không biết là bên cạnh bóng đá và cái niềm đam mê về thể thao bóng đá cũng như là cái sự đồng hành cùng sự nghiệp bóng đá Việt Nam thì anh Huy có thêm những cái môn thể thao nào mà mình yêu thích không ạ? Xin mời anh Huy chia sẻ thêm ạ. Vâng, hôm nay thì khi mà có chia sẻ với Nhân và bác sĩ Dũng ấy, thì tôi có thêm một cái tự tin. Trước đây thì mình đá bóng nhiều, thế xong rồi từ lúc bị giãn dây chằng rồi là cơ thể nó bị nặng lên thì mình rất là ngại. Sau đó tennis thì mình cũng phải bỏ vì những cái môn đấy nó đòi hỏi là biến tốc và xoay vặn đột ngột. Thế rồi chuyển sang những cái môn nhẹ hơn, đi bộ và chơi golf. Thế thì bây giờ tôi trước khi mà thực hiện được cái liệu pháp TR90 thì mình cứ nghĩ rằng là thôi thì những năm còn lại golf chắc là môn cuối cùng mình chơi, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi lại có cái suy nghĩ, tức là thừa thắng xông lên, tức là phải trả lại tên cho em những cái gì đã là đam mê ấy. Thời điểm này tôi sẽ tìm cách duy trì dứt điểm và tôi chơi trở lại. Tất nhiên ở tuổi này gần 50 rồi, mình không thể chơi như là hồi thanh niên được, thì mình có cái kiểu của mình và mình tham gia những cái sân chơi của những người tuổi như mình thì nó bớt cái đối kháng đi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là nghề của tôi, với tôi thể thao nó không chỉ là nghề mà là nghiệp rồi.
Thành ra là tất cả các môn mà có thể gọi là phổ biến thì mình đều nên chơi để mà mình vẫn có cảm nhận. Nó không chỉ là lý thuyết, không chỉ là chơi với những người chơi môn đấy, mà mình Dạ, cũng yeah, có chính một cái xác. thâm nhập nhất định. Nó sẽ tốt cho công việc của mình. Thành ra là sau đây gặp được bác sĩ Dũng mà trị được cái chân như vậy, tôi sẽ đá bóng trở lại, sẽ chơi tennis trở lại. Thế còn trước mắt khi mà mọi chuyện nó ví dụ như cái vết gồ ở chân nó chưa dứt điểm được thì tôi hàng ngày tôi vẫn tập các bài tập để tăng cơ, rồi là tôi gym tôi đã từng tập, nhưng mà đến bây giờ thì tôi thấy là các bài tập tăng cơ nó thiết thực hơn. Trong thời điểm dịch giã thế này thì cứ tập tại nhà thôi, phòng gym chưa mở thì tập các bài tập tăng cơ, đạp xe trong nhà đấy, và khi mà một số sân golf ngoài trời cũng đã mở rồi thì đi chơi golf. Tuy nhiên đến lúc nào đấy thì tôi sẽ trở lại với các môn của tôi, bóng đá rồi là bóng chuyền, tennis tôi sẽ chơi hết để mà có cái sự thâm nhập, và mình làm thể thao thì tôi nghĩ là nên như vậy. Dạ, rất là cảm ơn chia sẻ từ phía anh Huy ha. Hy vọng là qua fanpage bình luận viên bóng đá Quang Huy thì chúng ta có thể theo dõi được cái hành trình của anh Huy chinh phục lại những cái môn thể thao của mình. Và trước khi gửi lời chào tạm biệt đến Phát Xô ngày hôm nay thì có một câu hỏi nhỏ từ phía khán giả tha thiết hỏi bác sĩ Dũng, cho nên là Nhân cũng đã ngoài lề một tí xin phép bác sĩ, đó là có một trường hợp bạn nói là bạn bị đốt sống đôi bẩm sinh. Thì nên tập luyện như thế nào? Tại vì cái này Nhân cũng không rõ lắm, cho nên xin mời bác sĩ chia sẻ thêm giúp cho khán giả câu hỏi cuối ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vâng, thì đốt sống đôi bẩm sinh đó là tức là cái đốt sống nó bị hở ra ở chính giữa đó, thường nó xuất hiện ở là cột sống L5 hoặc là L4, tức là những cái đốt sống thắt lưng lưng cuối cùng đó. Thì thực ra đó là một cái điểm yếu thôi, nó không phải là một cái bệnh, nó chỉ là một cái tật, nó làm cho cái tạo ra chỗ đó là một điểm yếu, nó không có hàn dính lại mà nó bị hở ra. Ví dụ như hàn dính lại đây, đây là hở ra thì nó gọi là đốt đốt sống đôi. Đó là một cái quá trình mà do cái bẩm sinh nó không có hoàn tất thôi, thì đó là điểm yếu. Thì cái điểm yếu đó thì dĩ nhiên là mình khi mà có điểm yếu như vậy thì mình chọn những cái mức độ vận động, mức độ tập mà nó phù hợp, và phù hợp như thế nào á thì thực ra là mình phải thử. Dạ. Cái cách đơn giản nhất, cách đơn giản nhất mà mình thường là hướng dẫn là mình cứ thử những cái môn thể thao hoặc là những cái tầm vận động, những cái mức độ vận động nào mà mình cảm thấy bình thường, mình cứ tăng từ từ lên, tăng từ từ lên, mà nếu không đau gì hết thì mình cứ tiếp tục là vẫn tập được bình thường. Bởi vì thực ra là có rất nhiều người bị cột sống đôi mà người ta vẫn chơi thể thao hoàn toàn bình thường luôn, và Dạ. ngược lại những cái người cột sống không đôi, cột sống rất bình thường nhưng mà không chơi được môn thể thao nào hết. Cho nên là cái vấn đề là cái phù hợp đối với cơ thể, nó sức Dạ. được của mỗi cơ thể nó mỗi khác, và mình cần phải thử, phải thử. Thực ra cột cái đốt sống đôi nó không gây ra mà đến nỗi mà là bị gãy hay là bể hay là thoát vị đâu. Nếu mà đốt sống đôi đó mà nếu kèm theo những vấn đề thoái hóa, vấn đề quá tải, vấn đề chấn thương thì đó là điểm yếu để mà nó dễ bị chấn thương hơn. Còn hoàn toàn nó là một cái vấn đề cũng tương đối là bình thường. Dạ. Cho nên bạn cứ thử. Tới lúc mà có vấn đề đau gì đó thì mình sẽ giảm lại, và mình khi nào cần thì mình sẽ đi khám và để mình chọn những cái môn phù hợp thôi. Những cái môn mà phù hợp nhất đối với những người mà có vấn đề về cuộc sống, đau cuộc sống nha, là bơi lội, rồi tập tại chỗ, rồi đạp xe, đi bộ, thậm chí tập gym luôn, tập gym mà mình không có gánh, mình chỉ tập những cái động tác nằm chẳng hạn. Rất 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 nhiều cái môn mà mình có thể chơi được. Và thêm một cái nữa là mình đừng có lấy lý do mà bị cột sống đôi đó mà mình lười tập thể thao nha. Đó là lấy lý do đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều. Chính xác là mình dù cho mình có những cái vấn đề gì thì mình vẫn có thể lựa chọn những cái môn khác nhau để có thể phù hợp Yeah. với cơ địa của mình, và cái quan trọng nhất là chúng ta luyện tập đều đặn và tùy vào cái sức của mình để chúng ta có thể có một chủ động hơn trong cái sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe về cơ xương khớp. Và ngày hôm nay thời lượng chương trình cũng đã hết và còn rất là nhiều những câu hỏi. Tuy nhiên là Nhân sẽ kết hợp những cái câu hỏi này lại và sau đó sẽ có một cái thông tin để phản hồi lại cho khán giả ngày hôm nay sau, và rất là cảm ơn, gửi một lời cảm ơn rất là chân thành và rất là cảm ơn những cái chia sẻ ngày hôm nay từ phía bác sĩ Trương Công Dũng cũng như là sự tham gia của bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy. Xin đại diện từ phía công ty chúc cho hai anh thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn lan tỏa những cái thông điệp thật là tích cực đến cho cộng đồng. Và
ngày hôm nay cũng xin mời hai anh gửi lời chào tạm biệt đến khán giả của chương trình ạ. Dạ, mời anh Huy ạ. Dạ rồi. Dạ cảm ơn hai anh rất là nhiều. Và chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay và lúc 11:30 chúng ta sẽ có một hội thảo kinh doanh từ lãnh đạo Khâu Anh Tuyên, cũng như là lúc 3 giờ chiều hôm nay Nhân cũng sẽ có chia sẻ chi tiết hơn về sản phẩm. Và các anh chị hãy đón xem trong các talk show ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Trương Công Dũng và anh Huy. Xin chào tạm biệt iSnock Expo ngày hôm nay và xin chào hai anh. Dạ cảm ơn hai anh rất là nhiều. Hẹn gặp lại khán giả trong các chương trình sau ạ. Và xin chào khán giả. Chúng ta có gì xem và gặp lại nhau. Dạ, cảm ơn anh Huy, cảm ơn Nhân và xin chào tất cả mọi người.